Sau đây mình làm mà cứ thấy kiểu cái chiếu và làm cái này không là cái ông là cái đó là lại nổi nổi rồi con bướm không biết vì sao con bướm ta em biết không sao quả nó thích được rồi thấy sao là lại con bướm. Nghĩ sao mấy đồng chí này nói mượt chứ anh thấy mượt gì trời. Ai nói mượt này? Cái mà mình liếc mở hộp cửa số quá đó. Qua nó xạo mình. Bây giờ hỏi này nè, bây giờ em đơn giản em cầm mà em có cảm giác là nó tăng nhanh là nó không mượt hay là gọi là mượt. Thì em nói chứ đó người ra điều kiện là mượt thì em cầm nó không mượt. Bạn này bạn sao tư mà bên FT nó là bạn sao tư kim lượng này sao tư mà bên sao tư mà bữa nó là sao tư. Thì nó là tùy biến thôi, tất cả đều là tùy biến thôi. Không, cái kia mà không kêu lên, cái mà Glow Web. Cái hiện tại Glow Web tùy biến. Thì biển có quyền gán một cái tên nó được nhưng mà gọi là giao diện chứ không phải là đúng rồi đúng rồi đúng chính xác nếu mà gọi cách công bằng là nên gọi là giao diện chứ không phải nên gọi là điều hành tại sao gọi điều hành được cái thằng iOS nó có thể là hành dịch viên nó cái đồng bào ấy nó cao luôn một bài sắp xong rồi vừa trải nghiệm rất đông rồi cái dưới này còn bi mail nè còn có cái bi thoát rồi ta bi thoát tích dán vô cái nhắn tin luôn á gán vô cái nhắn tin message luôn nè à đúng rồi đúng rồi nó gán vô cái message này luôn rồi cái này cho bạn sao cái này cho bạn sao bạn nhé không làm xanh lắm không làm xanh lắm xanh là do phải phải chụp backlink backlink ra là biết rồi anh tết hôm nay là không có bị map rồi nhưng mà bị map của tao hết màu nó bị map luôn chắc cả thành cái điện thoại của BKV luôn sửa là bị hết rồi thật ra sửa tên thôi.